Namaste, chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập giãn mềm và trẻ hóa cơ thể. Nếu bạn muốn rằng ngày nào cũng nhận được các video bài tập của Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh trên kênh YouTube, bấm vào cái nút hình quả chuông màu đỏ phía bên dưới video và đừng quên theo dõi trang fanpage của Nga Chàng Mến Hằng Nga Yoga. Và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng rồi đúng không ạ? Mình trở lại bài tập nhé. Và trong tất cả các cái bài tập thì bạn hãy luôn nhớ chuẩn bị cho mình các cái dụng cụ hỗ trợ như là gạch tập và dây tập, sẽ hỗ trợ cái bài tập của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều. Nào, hãy bắt đầu đứng vào sức hàm trong tư thế chai nối, hai chân trụm sát lại, hai tay chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào mình thở ra. Rồi chúng ta hãy từ từ mở mắt ra nào. Rồi hít vào, hai tay chúng ta vươn lên cao, bước dài kéo dài cổ sống, thở ra hai tay chắp lại trước ngực, hít vào vươn tay lên cao, thở ra chắp lại trước ngực. Lần cuối hít vào vươn tay lên cao, đan ngón tay vào nhau, lật ngửa lòng bàn tay, vươn hai tay ra sau, đẩy ngực ra phía trước, rồi mắt nhìn theo tay chúng ta giữ đây nào. 5 4 3 2 1 1 hít vào, buông tay, mình thở ra. Chúng ta sẽ xoay vòng mở vai nào. Hít vào, đưa tay về phía trước, thở ra, xa sau. Bắt đầu. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, mình thở ra đảo chiều. 1 2 3 4 5. Hít vào, mình thở ra. Hít vào, vươn hai tay lên, đan ngón tay vào nhau, ngón trỏ hướng lên trần, siết cơ bụng, siết cơ đùi, thở ra nghiêng người sang bên trái. Hít vào, về giữa, thở ra nghiêng phải. Hít vào, về giữa, thở ra trái. Hít giữa, thở phải. Hít giữa, thở trái. Rồi chúng ta giữ ở đây nào. Hãy siết cơ bụng và siết cơ đùi của mình lại. 5 4 3 2 3 1. Hít vào, về giữa, thở ra sang phải, mình giữ đây nào. 1 2 3 4 5. Hít vào, về giữa, thở ra, chắp tay lại trước ngực. Hít vào, hai chân chúng ta bước rộng ra nào. Rồi thở ra, hãy từ từ hạ người chúng ta ngồi xuống, hai tay mình đẩy hai trỏ tay, đẩy hai gối của mình sát ra cạnh. Rồi chúng ta giữ ở đây nhé. 5 4 3 2 3 1. Hít vào, mình đẩy người lên. Rồi chúng ta thở ra, bước người chụm hai chân lại. Hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài luôn, kéo dài cột sống. Thở ra, hai tay bạn nắm lấy chân của mình. Nào, xoay sang ngang để chúng ta dễ quan sát. Hãy đẩy ngực lên, giữ cho lưng của bạn thẳng nhé. Giữ lưng thẳng đã. Còn khả năng chúng ta mới tiếp tục ngập xuống. Nếu người mới căng thì các bạn sẽ giữ tại mức độ này thôi, mình sẽ không tiến thêm ngập thêm nữa. Còn khả năng tiếp tục chúng ta ngập xuống, hãy luôn giữ cho lưng của bạn được thẳng. Hoặc căng quá chúng ta có thể hơi chụm hai gối lại, miễn sao để giữ cho lưng mình thẳng nhé. Nào, mình giữ đây nào.
5 4 3 đẩy lưng lên nào, 2 thẳng lưng nhé, 3 1 hít vào, buông hai tay chống xuống thẳng, thở dài, hít vào, bước gập nhẹ, lùi về sau, ấn vào. Nào, hãy xếp cơ bụng, xếp cơ bụng của bạn lại, thở ra, hạ thấp chân tâm xuống rồi đẩy ngực lên, con rắn, nhấc cao vai nào, hãy nhấc cao vai của mình lên, không dồn trọng lượng vào lưng dưới sẽ làm chúng ta đau lưng nhé. Hít vào, nín, đẩy hông lên cao, chó giữ mình, lưng dài lưng, kéo dài cột sống, thở ra mình, nhấn hai vai xuống thẳng. Hít vào, đá chân phải lên trời, thở ra, bước sát gần, cổ tay phải, trường tấn nào. Cẳng chân phải phía trước vuông góc với thảm, bàn chân trái phía sau nghiễm nhiên cũng vuông góc với thảm. Đang giữ trường tấn. Hít vào, tay phải chống xuống má, trong của bàn chân, tay trái chống má trong và chân phải song song với bàn chân phải, thở ra, vươn tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Đẩy thẳng lên, tư thế bàn sạc. Duỗi nào, nếu lưng người căng, chúng ta sẽ sử dụng hai viên gạch và sẽ chống hai viên gạch lên hai bên nhé. Hãy chống hai tay của mình lên viên gạch, đẩy ngược lên giữ cho lưng của mình thẳng đã. Tư thế bàn sạc duỗi. Tiếp tục. Hít vào, nếu không căng các bạn có thể bỏ viên gạch ra. Chống hẳn tay trái xuống thẳng, thở ra, vươn căng tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Hít vào, chống tay phải xuống thẳng, thở ra, bước lùi chân phải về sau, chó giữ mình, lưng dài lưng kéo dài cuộc sống ra nào. Hít vào, đá chân trái lên trời, thở ra, trường tấn đổ lên, bước chân trái sát gần cổ tay trái, hai tay chống ngang bàn chân trái, cẳng chân trái vuông góc với thảm, bàn chân phải phía sau tiến lên vuông góc với thảm, là giữ trường tấn. Hít vào, chống tay phải hẳn xuống thảm, ngang bàn chân trái, thở ra, vươn tay trái lên trần, mắt nhìn theo tay. Hít vào, ta đẩy căng bàn chân trái ra, đẩy thẳng bàn chân trái, rồi mình hạ ngang bàn chân phải xuống, vươn tay, hai viên gạch chúng ta chống sang hai bên. Đẩy ngược lên, giữ thẳng lưng thẳng, giữ thẳng lưng nhá, các bạn hãy nhớ là giữ cho lưng mình thẳng. Tiếp tục, hít vào chống bàn tay phải xuống thẳng, thở ra vươn tay trái lên trần, mắt nhìn theo tay. Hít vào, chống tay trái xuống thẳng, thở ra bước lùi chân trái về sau, chó giữ mình, lưng dài lưng kéo dài cột sống. Một lần nữa, hít vào đá chân phải lên trời, thở ra bước sát gần cổ tay phải. Hít vào, chống tay trái xuống thẳng, thở ra vươn tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Chúng ta giữ ở đây nào. 5 4 3 2 3 1 hít vào, chống tay phải xuống thẳng, thở ra đẩy hạ hẳn bàn
bàn chân trái xuống. Tiếp tục người mới, nếu căng chúng ta sẽ chống tay của mình lên viên gạch và vươn người lên bàn giác xoay. Nếu không cần viên gạch chúng ta sẽ bỏ ra ngoài. Giữ nằm. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay phải xuống thẳng, thở ra bước lùi chân phải về sau, cho dưới mình bước dài lên kéo dài cuộc sống. Hít vào, đá chân trái lên trời, thở ra bước sát gần cổ tay trái trường tần. Nào hãy kiểm chẳng chân trái vuông góc với thẳng, bàn chân phải phía sau những người ngồi góc. Hít vào, chống tay phải xuống thẳng, thở ra vươn tay trái lên mạng người. Chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay trái xuống thẳng, thở ra đẩy căng bàn chân trái ra. Rồi tư thế tàng giác xoay, tay phải chống xuống thẳng. Hít vào, thở ra vươn tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Người mới đấu căng thì các bạn hãy chống tay lên viên gạch nhé. Mình giữ 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay trái xuống thẳng, thở ra bước lùi chân trái về sau, cho duỗi mình bước dài lưng kéo dài cuộc sống. Hít vào, đá chân phải lên trời, thở ra bước sát gần cổ tay phải, hạ gối trượt sau, duỗi mũi bàn chân đè hông. Người mới nếu căng chúng ta sẽ sử dụng hai bên gạch, mình chống lên hai bên. Nào hãy chỉnh cẳng chân phải phía trước của các bạn vuông góc với thảm, bàn chân trái phía sau úp hông ngực của mình xuống, hai tay mình chống lên hai bên gạch. Đối với người mới, nâng ngực đẩy ngực của mình lên, và nếu như bạn tập lâu rồi không cần, chúng ta sẽ bỏ hai bên gạch ra ngoài. Hai tay mình đặt trên hai đầu gối đẩy ngực lên. Nào hãy làm toàn bộ cơ thể chìm sâu khớp hông của mình xuống, ta giữ ở đây nhé. 5 4 3 2 3 1. Hít vào, chống tay trái xuống thẳng, thở ra hạ ngang cẳng chân phải còn cong. Hạ ngang cẳng chân phải nào. Bạn hãy nhớ là úp cái hông đùi chân phía sau của chúng ta xuống, úp hông đùi chân trái xuống nhé. Và hai tay mình chống ngang hông này, hai tay của các bạn chống ngang hông, nâng ngực lên đẩy ngực mình ra. Phía trước mình không để dồn trọng lượng vào lưng dưới sẽ làm các bạn đau lưng nhé. Đẩy ngực lên, chúng ta giữ đây nào. 5 4 3 đẩy ngực lên nào. 2 3 1. Hít vào, bước dài người về trước, bước dài lưng kéo dài cuộc sống, thở ra vươn hai tay ra phía trước, chán chạm thẳng. Thở toàn bộ cơ thể chúng ta giữ ở đây nào. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, từ từ chống hai tay xuống thẳng, đẩy người, nâng người lên. Thở ra đẩy hông lên cao, chó duỗi mình bước dài lưng kéo dài cuộc sống. Hít thở sâu, hít vào, nhìn thở ra, hít vào đá chân trái lên trời, thở ra bước sát gần cổ tay trái, thở ra hạ cổ chân sâu, duỗi mũi bàn chân đè hông nặng. Người mới chúng ta sẽ sử dụng hai viên gạch, bạn chống lên hai bên, bạn có thể chống dọc hoặc chống ngang xuống tùy theo độ dẻo của mình, và nâng ngực lên đẩy ngực của mình ra phía trước. Cẳng chân trái của bạn vuông góc với thảm. Nếu chúng ta tập lâu không cần, mình sẽ bỏ bên gạch ra. Nào hãy đẩy ngực của mình lên, thả lỏng khớp hông để hông chìm sâu xuống. Nào chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 3 1. Hít vào, mình chống tay phải xuống thẳng, thở
ra, hạ ngang cẳng chân trái xuống, còn cong nào, úp hông lùi chân phải phía sau của bạn xuống, hai tay chúng ta chống ngang ngực, nâng ngực đẩy ngực của mình lên, đẩy ngực của mình lên nhé, hãy nhớ không để dồn trọng lượng vào lưng dưới sẽ làm các bạn đau lưng đấy. Nào nâng ngực lên nào, chúng ta giữ đây, hai tay chống ngang hông, năm, úp hông lùi chân phải phía sau xuống, 4, đẩy ngực lên nào, 3, đúng rồi, 2, 3, 1, hít vào, hơn dài lưng, kéo dài cột sống, thở ra, chán chạm thảm, rồi chúng ta giữ ở đây nào, 5, 4, 3, 2, và 1, hít vào, đẩy người, nâng người lên, rồi mình thở ra, thu bàn chân phải phía sau, bước lên phía trước, bắt sang bên đầu gối bên chân trái của mình. Hãy nhớ cái lòng bàn chân phải của các bạn chúng ta luôn úp xuống nhé, úp lòng bàn chân phải của mình xuống nào. Hít vào, tay phải chống phía sau, tay trái vươn lên, bước dài lưng kéo dài cuộc sống, đẩy ngực thẳng lưng lên đà. Thở ra, tiếp tục cài trọng tay trái lên đầu gối phải, chúng ta vặn người sang bên phải, rồi đẩy ngực lên, giữ lưng thẳng nào, giữ ở đây, mắt nhìn sượt qua vai phải và phía sau, 5, 4, 3, đẩy ngực lên, 2, và 1, hít vào, xoay người về phía trước, thở ra ta đổi bên nào, duỗi thẳng chân phải ra, co sát vào phía bên mông bên trái, tiếp tục vắt cẳng chân trái sang đầu gối mông bên phải, tay trái chống phía sau người nào, hít vào vườn căng tay phải lên, bước dài lưng kéo dài cột sống, thở ra cài trỏ tay phải lên đầu gối trái mình, mạn người sang bên trái, rồi thẳng lưng lên nào, mắt nhìn xuyên qua vai trái ra sau, giữ nào, 5, 4, dùng lực của trỏ tay phải đẩy vào đầu gối trái bạn nhiều hơn, 3, đẩy ngực lên nào, 2, và 1, hít vào, vặn người về phía trước, thở ra, duỗi thẳng hai chân ra, chúng ta duỗi nhẹ đôi chân nhé, hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài lên, kéo dài cột sống, hai tay của bạn nắm lấy hai bàn chân của mình. Người mới nếu căng, chúng ta sẽ sử dụng sợi dây, bạn sẽ sử dụng sợi dây trong quá trình bài tập. Hãy để dụng cụ bên cạnh mình, vòng sang lòng bàn chân hay lòng bàn chân của mình, đẩy ngực lên thẳng lưng ra đá. Hãy chùm hai tay của mình lại, rồi tiếp tục chúng ta gập xuống nếu còn khả năng. Hãy luôn luôn nhớ là lựa chọn cho mình mức độ luyện tập phù hợp nhé. Nếu bài tập đâu rồi không cần sợi dây, chúng ta sẽ bỏ ra ngoài. Đẩy ngực lên nào, thẳng lưng mình giữ, 5, thẳng lưng lên nào, đúng rồi, 4, đẩy ngược lên, đúng rồi, 3, hãy lựa chọn cho mình mức độ luyện tập phù hợp nhé, 2, và 1, hít vào, mình nâng người lên, 3, thở ra, hít vào, mình thở ra, xoay người sang ngang, ngồi quanh chân. Tay bạn chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong, hít thở sâu nào, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào nghiêng, thở ra. Rồi bây giờ chúng ta hãy từ từ mở mắt ra nào. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và thật tuyệt vời. Nếu bạn thấy bài tập hữu ích, đừng quên hãy bấm like và hãy chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình. Chúng ta cùng luyện tập bạn nhé. Và hãy nhớ, nếu bạn chưa bấm đăng ký kênh YouTube của Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh trên YouTube, hình quả chuông màu đỏ phía dưới video.
Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste.